là một pháp đa tác dụng. Tức là một cái thứ gì đó mà nó có rất nhiều tác dụng. Thì cái gì mà nó nhiều nhiều tác dụng như vậy? Không phải là cho thầy đẹp đâu, mà nó quay cái nhóm dễ nhìn. Rồi. Nghĩa nó như thế này. Cái một pháp đó đó. Một pháp này là gì? Một pháp này là cái này. Không có khinh suất khi làm các thiện pháp. Không. Lễ nghe của chữ đó hả thầy? Giải thích ra. Lại vậy vô ba hú cà rá thành mố hả? Không, ba hú cà rá thành mố là cái này. À, không kinh xuất khi là các thiện pháp. Có một cái thứ gì đó mà nó rất là nhiều tác dụng. Hỏi cái thứ đó là thứ gì? Thứ đó là thứ gì? Cái thứ đó đó nghĩa là không có kinh xuất khi làm các thiện pháp. Vậy thì cái câu này nếu mà mình dịch nghĩa lại cho nó xuôi đó, nó là gì đây? Nó là làm gì cẩn thận. Làm gì cẩn thận nè? Làm thiện tốt. Làm các việc thiện thì phải cẩn thận. Cẩn thận khi làm các việc thiện lành. Cẩn thận khi làm các việc thiện lành thì cái việc mà cẩn thận khi làm các việc thiện lành đó thì cái thứ đó nó đạt tác dụng lắm, nó cho mình rất nhiều những cái công dụng, những cái hiệu quả. Thì cái này nó sẽ có một cái câu Bali liên quan tới cái câu này. Cái câu Bali của mình ghi vô nè. Appa Mado Kusa Le Su. Cái này của lớp nhóm của tôi có đó. Kusa Le Su. Tham Me Su. Appa Mado Kusa Le Su Tham Me Su. Nó là không có khinh suất khi làm các cái thiện pháp. Tham Me Su là cái pháp thiện. Cô sa lê số là cái thiện, cái điều thiện. Appa Mado là không có sự khinh suất. Appa Mado. Vậy thì giờ xuôi nghĩa là không có khinh suất khi mà làm những cái thiện pháp, cái thiện pháp hay là pháp thiện. Tham Me Su. Ồ, vậy thì cái này đọc được chưa? Được ha. Appa Mado Kusa Le Su Tham Me Su. Ok, vậy không? Vậy. Rồi, ý nghĩa của nó là cái gì? Giảng giải rõ ràng hơn là bất khinh suất cũng dịch là không có dễ vui, nghĩa là không có buông lung, không có sao lãng, không có quên mình khi làm một cái điều gì đó tốt, hay là khi làm hay khi nói đều có sự ghi nhớ thận trọng, ý thức được cái điều mình nên làm và không nên làm. Được chưa? Vậy thì chỗ này nó sẽ có, nếu mà giải thích ra, giải thích ra thì nó là cái gì? Không dễ vui, không buông lung. Dễ vui, buông lung. Sao lãng quên mình gì đó, đúng không? Dễ vui. Dễ vui. Dễ vui nghĩa là gì? Nghĩa là buông lung, nghĩa là sao lãng. Em nghĩ dễ vui. Sai. Dễ vui. Dễ vui. Em tưởng là thầy đọc chơi. À, dễ vui đó hả? Con tưởng là dễ vui. Rồi.
chỉ vui. Sao lãng là sợ ép hay sợ ớt? Đó, ý thức rõ ràng. Có ý thức rõ ràng. Có ý thức rõ ràng. Trong mọi hành vi, trong mọi hành vi, trong mọi hành vi, lời nói, lời nói, suy nghĩ, về những điều nên làm và không nên làm, nên làm và không nên làm. Rồi bây giờ ai giải thích vì sao cái không khinh suất khi làm các thiện pháp thì nó có đa tác dụng như vậy, nó có nhiều tác dụng, nó giúp ích gì cho mình mà nó có nhiều tác dụng? Vì sao nó có nhiều tác dụng mà gọi là có đa tác dụng? À, bây giờ ha, giờ tôi giải thích, mặc dù là ghi trên hành trên bản rồi đó, mình trả lời cũng được nữa. Thế là tại vì nó tác dụng trực tiếp lên hành vi, một, lời nói, hai, suy nghĩ, ba cái đó, những điều nên làm, những điều không nên làm, vậy 3 nhân 2 là ra mấy? 6. Là 6 thứ. Vậy thì còn cái thứ gì nữa không? Còn thứ gì nằm ngoài cái đó nữa không? Hết rồi. Vậy vì trong cuộc sống này chỉ có những thứ nên làm và những thứ không nên làm. Vậy thứ nên làm mình cũng biết rõ luôn, không nên làm cũng biết rõ luôn. Nên làm thì mình nên nói, cái nào không nên thì mình không nói. Cái gì nên nghĩ thì mình suy nghĩ, cái gì không nên suy nghĩ thì mình không suy nghĩ. Cái việc nên để mà thực hiện, để mà làm thì mình làm. Cái việc không nên thực hiện, không nên làm thì mình không làm. Rồi bây giờ nó như vậy thì 3 nhân 2 là ra 6 thứ. Bây giờ ví dụ nè, giờ mỗi người sẽ cho một ví dụ, bất kể trong 6 thứ đó. Rồi xong cái này chưa? Thì boy nha. Rồi đang chuyển sang ví dụ. Rồi ví dụ. Ví dụ gì nè? Giờ có 6 cái, ví dụ từng cái nè. Thứ nhất là, đầu tiên là cái suy nghĩ. Nên có. Suy nghĩ nên có là cái gì? Suy nghĩ nên có nè. Sửa mình. Ok, một ý nè. Sửa cái sai của mình. Này nên không Ngọc? Nên chứ. Thôi, cái gì nên có nữa nè? Anh Phú đã ra một cái rồi. Giờ tiếp, mời bạn Phua suy nghĩ gì kỹ nha. Cái gì nên có nha? Nhìn sai cái đúng. Nhìn sai đúng khối rồi, ôi xuống mình lá. Gì khác rồi? Làm bài tập. Suy nghĩ cho mấy thằng đọc. Suy nghĩ mà. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ là suy nghĩ nên có. Thôi trước khi đem một bài toán đi hỏi thì cần phải suy nghĩ. Cái đó nên có đó, được chưa? Suy nghĩ về cái bài tập trước khi đem đi hỏi. Sao là cái nên không? Nên suy nghĩ đó. Suy nghĩ trước khi làm đó, làm một cái điều gì đó cũng được luôn. Ai khác nữa không? Ai ví dụ nào?
suy nghĩ gì nên có. Mời bạn cố. Go. Nói tiếng. Đừng nói như là kiểu mở nha. Suy nghĩ về nên có nè. Suy nghĩ về tích cực về cái gì. Nên suy nghĩ cái gì nên mình phải nên suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Giống như này anh Phú nói là anh nói là sự mình sửa sai đó. Cái gì mình bình an nữa. Suy nghĩ nên có. Ví dụ này, được tôi ví dụ cho công viên nè. Trước khi giết con muỗi, mình suy nghĩ, cái chuyện đó không nên làm. Hiểu không? Đó, suy nghĩ đó là nên có, không nên làm. Đưa lại mấy ví dụ cho tôi coi. Suy nghĩ chọn bà này. Bà suy nghĩ cái tính nết của bà đi, bà nên phải suy nghĩ trước khi làm cái điều gì? Sửa mình. Suy nghĩ trước khi sinh ăn. Dạ, quá là lại ví vô liền lý rồi suy nghĩ trước khi mở miệng xin ăn quá hay chờ bắn cho trái tim liền ngọc mà nhanh nhạy là mình có liêm sĩ đó có liêm sĩ không giống nhau hả hiểu hầm đó là điều suy nghĩ nên có gì nữa nè suy nghĩ nên có gì nữa nè số mình rồi giờ số người sao la gì khác nữa không suy nghĩ gì nên có cái vật cụ đề sao phải suy nghĩ về tương lai suy nghĩ về tương lai cuộc đời mình suy nghĩ chồng con về tương lai cuộc đời mình chồng. Suy nghĩ chồng con bà này là suy nghĩ chồng con cái đó là phải suy nghĩ đó còn suy nghĩ gì nữa chuyện là chả mà. Hả chuyện là chả mà. Ngày nay cũng sáu nè suy nghĩ hấu ơi cái gì nữa nè cho gia đình tan rã suy nghĩ cho gia đình tốt hơn thôi suy nghĩ nên có là cải thiện gia đình cải thiện gia đình hay là thăng tiến gia đình phát triển gia đình gì mình của mình lên có ai muốn thêm cái nữa không mình tự mình ví dụ đó cho mình dễ nhớ hơn hay là suy nghĩ nên có học sinh cái đầu suy nghĩ nên có sao nhóm nhà lá dưới đó coi có không nên có nè trời nãy ông này mới nói nè trước khi đi chơi thì suy nghĩ trước khi đi chơi thì suy nghĩ là nó có lợi lạc hay không đó rồi mình mới quyết định mình đi chơi hay không đi chơi đó cái suy nghĩ đó là nên có được chưa hiểu không rồi rồi có ai muốn ví dụ thêm không có là tôi qua khác dạ được rồi rồi cái này là tôi chỉ ví dụ như vậy thôi quý vị ghi cái này nữa quý vị tự ví dụ nha lúc trả bài quý vị tự ví dụ cái này mới một cái thôi rồi cái số 2 suy nghĩ không nên có gì nè nghĩ không nên có sinh năng mới thấy nha xin ăn mà vô lịch sử Ê kiểu trong ngành đó nó biết hết trong ngành đó nó biết hết rồi cái gì suy nghĩ lợi dụng không nên nữa nè lợi dụng người khác đây trong ngành không mà giờ là hiểu mình bị nhiều mình hỏi rồi suy nghĩ gì không nên có ngủ đi chơi ngủ bè tụi bạn ngủ bạn
chơi. Mình suy nghĩ đi, cái gì mình không nên nghĩ học. Ôi, nghĩ học. Đi chơi. Có bộ một lần. Thôi. Ủa, có bộ nó phải xấu rồi cô. Có bộ ngu mới xấu. Đúng rồi. Đúng rồi. Lý. Đúng rồi. Cái đó thì đồng ý đó. Đúng rồi. Vậy vậy mới đem đi. Cái gì không nên nghĩ nè. Đi ngủ. Không nên suy nghĩ. Nó sàn. Không nên cái suy nghĩ cái không nên suy nghĩ cái cách làm hại người khác. Cách mội sinh vật. Duy à. Duy à. Muội. Hiểu không? Ha ha. Nên suy nghĩ cách để làm hại tất cả những cái sinh vật xung quanh mình. Không có nên suy nghĩ cách để nói xàm dối, nói xàm, nói tục. Không có nên suy nghĩ cái cách để mà thỏa mãn cái sự nói đó, xàm 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 đó. Đúng không? Okay. Gì nữa nè? Không nên mò mẫm. Cái đó là anh đậu rồi. Đó. Không nên suy nghĩ cách mò mẫm người khác. Đúng rồi. Thôi ghi chú điều này. Thôi gặp trong hành động nữa. Gặp trong hành động nữa. Hành vi. Đúng rồi đó. Thôi. Ủa thầy đó đây, chị yêu thương. Nhưng mà nó quá mức, nó quá lố, nó vô liêm sỉ, nó vò lật sờ, nó bị hiểu không? Anh nhớ thầy vui nha. Hầu gì khác không? Mày nhóm khác có ai cuối trước gì chưa? Có qua. Đó, hai thứ. Mày dễ sẵn cái giết cái dụng thôi. Rồi, cái thứ ba. Mày suy nghĩ xong rồi tới cái gì? Hành vi. Rồi, hành vi hay hành động? Hành động nên có. Hành động nên có. An ủi người khác. Ủi người khác hả? An ủi. Ờ. Giúp người đó tốt hơn. An ủi người khác nè. Giúp đỡ người khác nè. Hành động mới có nữa gì nè. Trời ơi, từng nào cũng làm. Hầu như ngày nào cũng làm. Học. Hành động nên có. Dọn vệ sinh trung tâm. Dẹp vệ sinh quá. Má, trời trời vỗ tay. Người trong nghề đó bây giờ biết rồi đó, học biết. Đọc sách. Hành động nên có nè. Đó. Đọc sách nè. Đọc sách like ha. Nhớ nghe đọc sách like ha. Trường mặt lên như này. Đó cái đó mới là hành động, đọc sách trong mình rồi nói rồi. Rồi hành động gì nữa nên có. Hành động nên có là gì nè? Làm việc nhà. Làm việc nhà đúng. Làm việc nhà có dọn rác không, hay quăng rác bừa bãi? Dọn rác chứ. Dọn rác gọi là có những cái hành động thể hiện cái tình cảm yêu thương của mình, nó không có lố á. Mình không có lố Ngọc. Nó lố là gì đây nè? Vậy thì nói gì? Hành động yêu thương không quá lố. Rồi. Dọn rác. Rồi, gì nữa không? Hết chưa? Thôi mình xong hết nha, tại nó nhiều quá đó. Rồi. Hành động yêu thương không quá lố. Mở ngọc, mở ngoặc. Yêu thương ngọc quá lố nè, giống như quá. Con phát như yêu thương quá lố, thương gì quá toán được cái. Cái gì thương quá lố được cái tám đây là cái. Thì nên là thương quá lố, phải không? Rồi bôi nha. Bỏ ngươi rồi. Rồi. Cái hành vi không nên có. Hành vi hành động không nên có.
Em hãnh viện với em đi chơi hãnh viện hãnh viên hành động không nên có viên. Hành động không nên có kìa xin ra nó hoài luôn ăn hoài luôn chạy nó vậy đó không có sữa xin ăn nè xin ăn mà phải là vờ lờ sờ lại là vô liêm sĩ em giết anh hoài luôn á mày giết hai xem giờ đó hợp lý giết hại sinh vật chạm quá dễ dồn dữ ta đánh bạn nè rồi ai vậy ta trời ơi đụng chạm chứ một bé chúng ta có đang nghe không chúng ta nghe 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 có đúng không có nghe đang xịt vậy cuồng chốt rồi đúng rồi uống rượu bia ôi một tháng một 2020 mà chị uống rượu bia đi gần là con bé nó hốt luôn nha đúng rồi chạy xe đạp cũng mới bắt chạy luôn chạy xe lạng lách đánh dậu chạy xe lạng lách đánh dậu đúng rồi ghê chạy xe lạng lách đánh dậu đua xe vân vân gì nữa hành động trộm cắp hết chưa? Thôi lấy của không cho nhớ nghe mấy đứa lấy của không cho nha là hành động không nên có chưa ủa còn nói đến giờ mình khôn lên rồi không có gì nữa mình muốn lấy cái gì là mình phải hỏi gì không rồi hành động không nên có nữa không lấy của không cho chưa rồi gì nữa không hành động gì không nên có nữa không sao gì đây nói á là tôi có nên xin mẹ anh tài á là tôi xài nó cho nó hư thôi không tôi có nhất cũng nên hành động không nên có là gì sao mà sẽ hư được hành động không nên có là gì có quýnh lộn chưa lại rồi quýnh lộn rồi quýnh lộn với bạn không như nhau rồi thôi tự suy nghĩ thêm ha rồi tiếp tới cái lời nói nè rồi thấy đã tác dụng rồi thấy đã tác dụng chưa quá trời luôn ha lời nói nên có lời nói nên có là gì nè yêu thương lần trước khi yêu thương là lịch sự dùm cái được rồi nè tiền là nói lời lịch sự nè tiếp tục nói lời chân thật nè nó giả nó tránh nói lời chân thật nè nói lời lịch sự rồi nói gì nữa nè nói lời yêu thương rồi hả yêu thương hả yêu thương rồi nói lời yêu thương nói thật đó là lọt tay khi mà mình đang bực lọt tay cái tay lúc nào cũng lọt cứ gáy cũng phải lọt thôi kiểu là dễ nghe đó là không có quá tần số để spend giờ là số cụ thể hơn chút rồi ngọt giờ nó nói lời nói cần có nè lời nói cần có đọc sách biết nói cảm nghĩ lỡ rồi biết nói xin lỗi chị gì biết nói tha thứ nó nhiều tác dụng biết nói cảm ơn biết nói xin lỗi biết nói tha thứ trình bày đẹp em đẹp rồi về nơi nói gì nữa không nói gì cách nhẹ nhàng nhẹ nhàng ngồi lịch sự nè có mấy người lịch sự đó hết chưa hành động không nên có rồi số 6 lời nói không nên có
chưa thề. Tiếp tục. Ủa đó, quá trời luôn, từ từ đi tôi ghi. Không kịp luôn rồi. Nó ra quá trời rồi, đa tác dụng mà. Nói dối nè. Thôi, chửi. Thề. Thề nè. Chửi. Vậy đâu cũng nghe hết. Nói xàm nè. Nói xạo. Nói xàm xí xọn nè. Vô duyên. Gọi là vô duyên. Xạo phải không? Ủa nó nói dối rồi. Nói vô duyên. Nói đâm thọt nói sao nè. Chia rẽ. Ờ nói rồi chia rẽ. Em cũng từng. Ủa em có à, em có từng nói không? Nhận diện đi cũng sao mình sửa. Mình biết mình có chia rẽ. À. Nói gì nữa. Ôi, nói gì nữa, nói gì không nên nữa. Nó là độc em. Vô duyên. Ờ, là nói nè, không giữ cái dương thề đúng tục nè. Vô duyên đó. Ờ, nói vô duyên nó xàm nè. Còn nói gì nữa không? Nó bị đặt nói dối nè. Đồn, gọi là nhiều chuyện, đồn xa. Ờ, đồn xa. Nói là chia rẽ. Ờ, đồn đại. Đúng không? Chuyện không có. Đồn đại à, không phải là chị không có chuyện, nó có nhưng mà nó qua lời đồn của mình, nó tự nó quá mọi người nên gì đó biện pháp nó quá đó, đó là không nên cũng dân trong nghề cho nên là gần lắm cứ em bị hại mấy thứ này nhóm này gần ghê luôn á, em bị hại gì em bị hại hại luôn ha, còn là người dùng các quần em đó là cái thứ sáu lời nói không nên có. Vậy thì thấy cái này đã tác dụng chưa? Ồ, lời nói, trời. Hành động, suy nghĩ, việc nên làm, không nên làm, đáp lại là 6 thứ. Hồ, nhiều kinh hãi. Mặc dù là trong cái tài liệu mình có xíu rồi. Thôi, chuyển thay ra nó là nhiều vậy đó. Hồ tính là học thêm một cái nữa đó. Thôi, nén luôn đi thầy. Ồ, nhưng mà bây giờ nhiều quá rồi, giờ thêm cái nữa sợ học nổi, từng nghiệp. Tiếp luôn. Còn 10 phút dễ mà. Này trong ngành biết hết, trong em biết nè. Này vậy 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 thì bây giờ thuộc liền tại chỗ đi. Hả? Vậy mình khỏi học chứ đâu có thời gian học bài chứ. Okay. À, rồi 10 phút này mình thuộc bài tại chỗ luôn. Học thầy. Không phải nói giờ đấy. Là học mấy cái suy nghĩ không có gì hả? Từ đầu đó luôn. Bà tới bà đi thế nào? Bà hú. Bà hú. Bà hú. Bà hú. Bà hú. Nè cái từ mà gạch trên đầu là mình đóng dấu. Còn cái từ mà không có cái gì nào. Em dịch ra luôn. Bà muốn cà rá, bà biết ghi thì mình ghi biết mẹ cà rá, ham muốn nè, ham biết rồi, đừng nhập ham muốn, có học hay không được chứ em, không kinh sức như làm chuyện bất pháp, thì đây là một phép để tiết dụng, thì nó có một câu cẩn thận khi làm chuyện xấu, thì chuyện làm đó chính là ác bô. Cô sa lá đúng không? Nếu đem nó là cô giống của nó là cô sa lá. Cô sa lá.
sạch rồi. Đúng rồi, là cái đó. Thì ba cái đó là nó là kia. Đại qua ta nát dẫn mà. Rồi thì nó sẽ có là suy nghĩ thôi, là không nên. Cảm ơn. Là nói là không nên. Hành động nên. Giờ mình sẽ làm kẻ dân đây để giúp mình đấy dẫn nha. Có học dễ thế không cô? Học cũng hay đâu. Thầy đang quá. Đọc cho ba đi ơi. Dạ là nghe lại luôn được từ là ba thú ý thức rõ rồi ba thú trong cam cá nó là gì ạ? Nó là cái gì là thực xúc khi là sai không nó là cái này a một pháp đang tác dụng rồi còn như đây là áp ba dù ma đố xa lên xuống thập về xuống bác hộ tiền ghê bấm tim bấm tim bấm tim người ta đang giận rồi người ta tập trung lắm thám mà đố nó là gì vậy thám đố là không thực xúc và cu sa lá là khi cu sa lá thập về xuống là khi là cái bị thập pháp là sai xuống thập về xuống nè nó dịch cho câu ở trên lại trên đúng rồi lại lại đây trước cái câu này thì cái câu trên thì không câu này thì câu ra đây nè thập pháp mà đó là không khi là gì là để pháp nè cái câu này giải thích là kiểu không áp bá mà đố sang vương không buông lông ăn lên xuống không sang rồi nhưng làm một cái việc gì đó là số hướng gì thì ăn lên xuống rồi ăn lên xuống trong mọi hành vi về trong ba cái mà cái gì nghĩa về là nó dung dưỡng rồi sơ như là trong ba cái đó thì nó sẽ chia thành mấy nhánh là ý thức chánh là hai nhánh và sáu cái nhánh hai nhánh gì hả hai nhánh là có nơi gì không vô thức ở rồi bản thân mình không nên nghe chả nghe học sinh rồi rồi nói dạ. Cái ba đi của cái từ tiếng Việt là khóa công số vì là cái thiện khóa về những điều mà ba khác công nên là ba 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 bú cà rá ba ca ba bú cà rá để thăm bố thăm bố đúng rồi ba bú cà rá thăm bố là gì là là gì một không pháp ta dụng xuất khi là các rồi pháp vậy á mình nghĩa là vui khi là mình không biết là cái tiếng pháp hơn là không xa đó và suy nghĩ áp vui ba hôm ma đố một sáu thì cũng là xuống xuống khi làm một cái biểu diễn giải thích rồi cho nó là suy nghĩ không dễ vui này sao vậy luôn cái đây là ngày rồi đó ý thức được ví dụ đi suy nghĩ ý thức được suy nghĩ là suy nghĩ là hành vi là nói về những việc nên là suy nghĩ thì không nên là ví dụ như là không làm gì khác 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 suy nghĩ ví dụ suy nghĩ nên có là suy nghĩ không cần ví dụ trong đây suy nghĩ nên có suy nghĩ về tương lai của mình nè suy nghĩ là suy nghĩ cách để hoàn thiện rồi hành động suy nghĩ là có hoạt động nên có là yêu thương suy nghĩ trước khi mở miệng sinh ăn ngày không nên có suy nghĩ về rồi không tương lai và cuộc đời của mình đó là khổ khi đi chơi rồi lề lề khi không sinh ăn giờ hả 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 sinh ăn giờ hả
Tôi giải cho cô đi Ngọc. Ngọc, tôi bán giải cho cô.